ในมื้อนี้ช่างเหี้ยมวนลายพ่อแม่ตื่นแต่เช้าเป่าไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยืนเสร็จปั้นเขาหลายเชิงจุ่มต้นเปิ่มมือไอเอ็มมวนมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมังบ้านไตมีเปิ่มมือขันตามชงไข่ลูเป็นลูเปอร์เอ็มก้อยฮักก้อยบัวเอาลูเอ็มน้องเป็นเมียไอเฮาก้อยฮักก้อยปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเศษไทยเศษนาเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเศษสวนฟักสวนบ่อข้ามห้วยข้ามปูฮักกันเต้าเท่าน้องเด้อตอนป่ามาชอบเล่าชมมวนต่างชังชมผัวเมียมือมีลูมีเต่าต่อกันตอนหน้าป้องแม่มือนี้เป็นผัวเป็นเมียไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยืนเสร็จปั้นเขาหลายเชิงจุ่มต้นเปิ่มมือไอเอ็มมวนมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมังบ้านไตมีเปิ่มมือขันคอดเก่าตามชงไข่ลูเป็นลูเปิ่มเอ็มปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเศษไทยเศษนาเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเศษสวนฟักสวนบ่ข้ามห้วยข้ามปูฮักกันเต้าเท่าน้องเด้อตอนป่ามาชอบเล่าชมม้วนต่างชังชมผัวเมียมือมีลูมีเต้าต่อกันเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นเมียไอเฮาก้อยฮักก้อยปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเศษไทยเศษนาเลี้ยงกันไอแต่งน้องป่าน้องเศษสวนฟักสวนบ่ข้ามห้วยข้ามปูฮักกันเต้าเท่าน้องเนอตอนป่ามาชอบเล่าชมม้วนต่างชังชมผัวเมียมังมีลูกมีเต้าต่อกันตอนหน้าพ่อแม่มือนี้เป็นผัวเป็นเมียไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วไปเอาน้องเนอฮักเอากันเนอเป็นผัวเมียสุดชั่วThank you.
nổi phổ mi sòng nòng nề. Sao con ải em cả đang hà đầy mưa đề bên chàng mờ sẵn bên chép để đẹp chẹp nam. Phì chương vận mà cả bà mắng. Chẳng quyết đồng hồ nổi phổ mi sòng đàn nòng nề. Bên đôi thú của kim. Bên đôi sang đôi phép bắp bấy. Bên đôi sang đôi cấy bất xìa. Bên đôi phổ mi báo xào hàn thầu của bà mắng ải em ả nọc bà mè bạn khuồng ơi. Sao con thú già tà này mưa sai kém ma mưa hòa hà đầy. Chẳng ít ban khẩu đầu hồng. Cái đầu hồn phẩm mía sòng làn nề của bà mứ, khai cái trắng bà khẩu xài ngang chẹp đầu, chưa đỉ chưa ngam đầu bàn vẫn pha trong khỏi sợ đầy cáo đầy mây. Sống mới trong những người chàng dòng sấn nửa sang mày nang tiền. Sống mới trong ai thành miền tuổi sòng sao giảm sao. Ăn khẩu áo cằn khẩu bát cuồng quan lòng nề, nàng tê cuồng ở nò, nàng cái tạc đắt mặn chúc bơi chúc cười trời tay ngang sườn xúc khỏi mày nề hả bắt cho đầy đắng áo chờ co. Bàn vẫn pha trong khỏi sợ đầy cáo đầy mây. Giờ bằng khí thật thể quý vị trân trọng và kính mến và thưa quý cô ông của bà cô dì chú bác, giờ vàng ngọc thì giây phút kim cương đã đến. Ban tổ chức xin được đón trọng và kính mời toàn thể quý ông bà, quý cha quý mẹ, các bác anh chị đã bớt chút thời gian vàng ngọc thì giờ quý báu của mình để cùng nhau trở về với bữa cơm thân mật mừng hạnh phúc. Chúc tương lai cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong toàn thể quý vị khách quý chúng ta đúng giờ đúng thời gian đúng địa điểm. Chỉ còn một ít phút nữa thôi, sau Hiền Dạ Thảo đại diện của hai bên gia đình sẽ trở về sân khấu để ra mắt quan viên hai họ cũng như lời cảm ơn đến toàn thể các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Chờ đợi đâu hơn nữa, xin được long trọng kính mời Sao Hiền và Dẻ Thảo hãy bước lên hai bước đi ạ. Vâng ạ, đó chính là chủ nhân của tấm thiếp hồng và trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Từ giờ phút này trở đi, hai lứa bạn trẻ sẽ luôn gắn kết yêu thương thương nhau cho đến tới đầu bạc răng đồng. Xin được trọng kính mời hai cháu chúng ta hãy cúi đầu thờ sau để chào toàn thể các bạn các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta nhờ một tràng pháo tay đi ạ. Và xin chào mời hai cháu chúng ta hãy quay mặt vào nhau, trao cho nhau trước nhẫn cưới, nguyện thề để
nói nên rằng từ ngày hôm nay đôi chân lang và đôi nga của chúng ta sẽ chính thức nên vợ thành chồng. You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need. Dạ vâng, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, xin trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà gái có bố Quang Văn Hạc, mẹ Quang Thị Đức, chúng ta hãy bước lên một bước đi ạ. Xin trân trọng kính mời anh chị. Và xin trân trọng kính mời phái đoàn của gia đình nhà trai có bố Đồ Văn Ổn và mẹ Triều Thị Trung, hãy bước lên một bước đi ạ. Vâng, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, nhà gái hân hoan mừng rể mới, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, anh đi đàm rể, em về làm dâu, chủ hôn hai họ cùng cô dâu và chú rể xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể, kính mời quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin chào kính mời đại diện của chúng ta, hãy cúi đầu thật sâu đi ạ. Tống mưu chị Hợp Phong đã bảo vệ em đồng ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của tập thể quý vị. Và xin chào kính mời ông bà chúng ta hãy trở về vị trí cũ đi ạ. Dạ vâng, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến. Và thưa quý cô ông cụ bà, cô dì chú bác. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, đại diện của hai bên gia đình đã tổ chức long trọng mừng lễ phu quy cho cô dâu Ngọc Chiên sánh diện cùng chú rể anh Thứ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hai đôi bạn trẻ là tìm hiểu tình bạn cho đến tình yêu, và cho đến buổi trưa ngày hôm nay cũng được chín mùi, đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ lạo làm chồng, đủ công làm vợ, hiện được tổ chức tại gia đình nhà gái, tại gia đình của anh Quang Văn Hạc và chị Quang Thị Đức, tại bản Tàu Ba, xã Hoa Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, buôn bén của hai bên gia đình, được sự đồng tình của cặp đôi ân ương, cũng như sự có mặt đông đủ của tập thể các vợ các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Cô dâu Ngọc Chiên sánh diện cùng chú rể anh Thứ. Anh Thứ, Ngọc Chiên xin phép được chính thức tuyên bố bắt đầu. Và kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, như vậy những tiếng pháo và những tràng pháo tay và của vợ quý vị khách quý chúng ta đã tỏa ra trước sân khấu là chứng minh cho cặp đôi lừng nên vợ thành chồng. Và ban tổ chức cũng xin được đỡ đời cho đại diện của hai bên gia đình và đỡ đời cho dâu hiền rể thào. Qua sông thì phải có bến có đò, dân vợ gả chồng phải có dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, con ơi lấy chồng phải đạo theo chồng, còn anh còn chị ông bà trong nhà với nhau, sống sao ý nghĩa mai sau, sống chung chung thủy hạnh phúc mạnh giàu ấm no. Vâng ạ, em xin hân hối xin được thay đời cho đại diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái cũng có đôi đời cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể, quý vị các vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, tình yêu đó là một phép nguyện màu, là một món quà vô giá và tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một nửa yêu thương. Và hai đôi bạn trẻ đã tìm hiểu về nhau, tình bạn cho đến tình yêu và cho đến buổi trưa ngày hôm nay cũng được chín mùi và được sự nhất trí của chính quyền địa phương và buôn bến của hai bên gia đình và cũng như được sự có mặt đồng tình của cả đôi ương trong buổi trưa ngày hôm nay, thì ban tổ chức cũng xin được gửi đời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý ông quý bà, quý cha quý mẹ, cô dì chú bác. Chúng ta đã bất chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình để cùng nhau trở về với bữa cơm thân mật và xin được đỡ đời cho đại diện của hai bên gia đình, đỡ đời cho dâu hiền rể thào, xin gửi đời cảm ơn đến tập thể quý vợ quý vị khách quý và xin được kính chúc tập thể quý ông quý bà, quý cha quý mẹ, quý bạn bè, quý đồng nghiệp sức khỏe dồi dào và luôn thành công, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúc tập thể quý vợ quý vị khách quý chúng ta dùng bữa cơm thân mật vui vẻ ngon miệng hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin thổi ảnh em bạn học và mẹ bạn Quang ơi, bạn luôn có sức khỏe, có
sugar MC Hoàng Lý dưới bản Chiến Tùng xã Thành Yên thì rất là vinh dự lấy thu ngân sường ý ai mới bắt chuyện bản hoàn ba của ba mớ hoàn đó có bắt chuyện mò chuyện nghe hàng MC thứ vừa kiều ba thôi của ba mớ nọ chào khảo làng sắp bón anh quang bản hạt cái bà chị quang thị đức cái bà nhà trai lũ bản ồn cái bà chị chịu chịu thị chung của ba mớ thì nó chỉ kiến tó bản tó khuống ớ tó hiện tó trầu có bắt biết phóng lần nè có bắt biết khè đờ hay bảy hơi của bắt trăm phè nằm của bắt khuôn trắng xinh này đu nòi ỏi hạng phanh phanh rú xi vườn cầu rú cầu vườn tìm xi vườn trắng ngó mấy kín khẩu cầu vườn trắng ngó mấy kín nôm bò trắng điện trắng sùng mẹ trắng trùng trắng nhớ trắng nhớ biết lung trắng sùng biết bà trắng này mà biết bò biết mẹ hà hơn trắng bà làn phật chay sửa phước hùa lông tà sửa phạt bá đốc này trắng bà đồ mẹn kén quan làm ngọc chiên cả ba mớ nàng tám tủ tám chu cái niệm bà vườn hài sòng xài tà chó đen chèn kiều trắng nàng này quan chu là trắng cứ sỡ ảo này quan báo cánh sào trắng cứ sửa em hà ai bò trắng ủng điện sầu trắng ảo diệt đồ té ngoa té sưng sắp bón cú bón già bón tà bón nay trắng khả biết làm đồ đấy khả cái bấm đồ tìm hùa cái cọ cà là cái cọ sờ hùa chờ hùa khó cọ sù cọ mặc trắng mặc mặc tết cá chùm cá mú mặc tết cá cú già tà nay sắp bón ải em sòng phái trắng sạp đèn sữa hà đèn pha sú hà nội có miết sòng là nì biển đồi thú cù kim biển đồi sát đồi biết đất máy biển đồi sát đồi cái bách xìa biển đồi phùa mía bão xào hàn thầu ở phải sắp bón ải bón em bác sẽ hiện đầu chim mòng bác sẽ khóc chít sầu trắng phải hà mờ nặng mò trắng phải sò mờ nặng chàng trắng hà lại mờ đi bên chàng mờ sầm bên chép đi đẹp chém ngam bị trước vần mạc các ba mớ trắng khuấy đầu nổi phùa mía sòng là nì biển đồi thú cù kim sắp bón cú bón già bón tà bón nay trắng chém đầy vai mi mơ sai chém ma mơ quả hà đầy chẳng biết một nhà mất tì quái pi bắc hà chẳng biết nào mùa puma lạp lông phồng xú nơi sò cáo sò mơi ai em à nào pho mè bác xìa bìa bàn báu trà bìa na bơ bầu ở còn khủng ở tùng bắt tông mà bao đủ sòn làn bàn đoàn ta chân khỏi có mấy sàng ơn xưa thứ nhất sò chúc ở sòn làn hai cả tàu phồng lành bên cả tàu phồng lón mấy đồ nhích chai cả sàn cắp cằn thứ sò má mở sò chúc ở sòn khoái thông già phải kìm phà má kìm đầu ở điện biên cái nga mừng lây kết nối yêu thương của ba mớ hay chúc hảo ải em cánh ba ý ai hảo khăn mạng dân phải kìm phà má kìm đầu thứ xà má mớ bàn luật qua xuất khỏi sau này chúc nhau hải em bạn học bò mè bạn khuồng hâu hảo khăn mạng dân muốn tên xèn khừng xếp phỉ bớt mi đùa nào sao phỉ bớt mi đùa xoay trên hàng liệt có cái gì mi hàng mi con thao con tàn hùng sang bờ sầu sang nhọt phú bơ man là mắt nhớ tò khòn bùng phú bơ phùng là mắt nhớ tò khàng tắng hảo khăn mạng dân dân hỏi lần sao phỉ bớt đất ải em bạn học bò mè hảo khăn ở đâu Dạ vâng, kính thưa thề quý vị trân trọng và kính mến. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, đại diện của hai bên gia đình đã tổ chức long trọng mừng đế phu quy cho gia đình đẹp hào trong buổi trưa ngày hôm nay. Và các đứng bậc làm cha làm mẹ và cô dì chú bác, chúng ta có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai con, hai cháu của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển về phía sân khấu. Vâng ạ, kính thưa thề quý vị trân trọng và kính mến. Quả đúng là đi khắp thế gian thì ai tốt bằng mẹ và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Sinh con ra mong con đấng trưởng thành, có lúc thì hoạn nạn, có lúc đắng cay, cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Và hôm nay đây, những bậc làm cha làm mẹ, người sinh thành ra cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời bố Quảng Văn Hạc, mẹ Quảng Thị Đức có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai con của mình. Xin chào kính mời, xin chào kính mời người mẹ sinh thành ra cô dâu, nàng dâu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chi bay hương phường khăm khe nữ nằm ta em tóc lanh xin bên tình hay lại kiên hứa anh luôn. Xin chào mừng quý vị món quà của người mẹ đã sinh thành ra cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Chết năm ta em chẳng sống luôn hôm nào gặp cùng chưa không em bỏ mi hôn bên ơi. Sức khỏe sau này tạm nào sẽ bọn chưa lên sườn cơ bà mới hay sao bọn em biết chồng đành sài ngùng ước cả bồng sống khá hả sao bọn đứa tàu có thể lướt tiền giàu có thể tàu tiền chi khắc đồ đầu cỏ trên bên trường banh banh đủ đầu cỏ trên bên trường quan thoát trường năm ta em chẳng sống luôn hơn nào cặp cùng trường không em bao mi hồng bên bờ hơn sâu coi kín coi rú là em
สวนมีฟังขาดเป็นคนยิ่งสวนเป็นเป่าเตนะซึ่งเอ้ยจุกัดสองดูข่าวขันมันซึ่งไม่ดูยิ่งใจกาสารกับกันจุกัดสองเอ็มเข่าแก้มันซึ่งหันซุกดูซุกเต่าไม่ตั้งสารเองกิ้งเปิงเลยเนอบักจอมดันก็ม้อนกว่าเด็ดแดงตั้งซอ hai cháu của mình xin chào kính mời hai bác trở về tiếp cận sân khấu đi ạVâng ạ, xin chào kính mời hai bác trở về tiếp cận sân khấu đây ạ. Bác Hoa Nhàn và bác Giọng Dân và cậu Thái Thơ xin chào kính mời. Vâng ạ, tiếp theo món quà của dì Lan, gia đình dì Lan và bác Hỏa Quân. Vâng ạ, xin chào kính mời món quà rất đầy ý nghĩa thân thương.Sống với món quà sung na, sung bả, sung đông nọ. Nó còn di chuyển ra phía sân khấu ấy nọ. Em đang phong mẹ ơi. Sáng nhắc gần. Sau đây cảm ơn món quà bả đúng cánh banana. Các bạn bán đang hảo thân bằng dưới nữa. Và tiếp theo món quà của bác Hỏa Quân và bác Dinh Anh và bác Viên Tân. Và chúng ta sẽ trở về sân khấu đi ạ. Tiếp theo món quà của bácViên Tân và bác Hiệp Tỉnh và anh trai anh Lai và anh Chính và người xin trọng kính mời à xóm ơi nọ món quà ý nghĩa thân thương xin trọng kính mời bác Hiệp Tỉnh và anh Lai và anh Chính anh Lai kể ấy ông nghe em có khăn đấy đẹp quá nọ chèn là chèn cái má hô đó nào ấy đấy thì đi nàoVâng ạ, xin được cảm ơn món quà của bác Thiện Tình và cảm ơn món quà của anh Lai và món quà của anh Chính. Phố học phố bánh, nhà dệt lũ em khổ lại. Chưa mi qua mài, ướt chờ coi số lô nó. Bay ươn phùa, nhà... เป็นชายกับบามาก็เกิดเป็นเหื่อยเป็นอีนี่เป็นอ้ายเป็นชายกับบามาเนาะใครเกิดจากบามีแสงต่างหันสังบอนดูบอนลานบอนน่องบอนนุงใครเกิดจากซอไหนชุกย่อไหนสมบอนเจ้าเฮือนเสืองเฮาเห่าขันมันซึ่งเหมือนเต้นเซนขึ้นเดือดหางเดือดก้อนสีมีหางมันมีก้อนตาก้อนตาเห่าขันมันซึ่งไม่ได้เนอะก็กลับเอิญบอนกว่าขวบฝ่ายดวงจะดิ่งหยาดไก่มาจะดิ่งหยาดชายที่ดุกดอนเจ้าเวđể tổ chức bên nhà trai bố mẹ cũng có món quà để dành tặng cho hai con bên nhà trai ở Mường Lây ạ vâng ạ vâng ạ bên nhà gái thì bố mẹ bên nhà gái thì đã dành tặng cho hai con hai cháu của mình vâng ạ ban tổ chức MC Hồ Núi xin được thay đời cho đại diện của hai bên gia đình và đối đời cho Châu Hiền Việt Thảo xin được cảm ơn món quà của bác Hoa Nhàn và xin được cảm ơn món quà của bác Dọn Dân cảm ơn món quà của cậu Thái Thơ gia đình Dì Lan.Và cảm ơn món quà của cậu Hỏa Quân, cảm ơn món quà của bác Dinh Anh, và cảm ơn món quà của bác Viên Tân, món quà của bác Hiệp Tỉnh, và anh Lai, và anh Chính, và anh Trang. Vâng, xin được cảm ơn món quà của gia đình. Và tiếp theo món quà trị giá 15 tỷ đồng. Quý vị có biết đến từ ai không quý vị ơi? Đến từ ai ạ? Vâng, xin hỏi. Xin hỏi quý vị ạ.Món quà trị giá 15 tỷ đồng đến từ trang pháo tây của tập thể với ông quý bà các bác anh chị cho buổi trước ngày hôm nay ạ vâng và chúng ta hãy được một tràng pháo tây thật to thật dài đúng không ạ rất vâng xin được cảm ơn những tràng pháo tây đã dành tặng cho cả đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay vâng ạ tiếp theo xin trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình phù dâu phù rể chúng ta hãy mang chén rượu trở về sân khấu đi ạ và đại diện của hai bên gia đình dâu hiền rể thảo cũng có chén rượu thay đời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị khách quý xin trân trọng kính mời phù dâu phù rể chúng ta hãy chuẩn bị chén rượu trở về sân khấu đi ạ ai em mà đọc bà mẹ ơi áo cả áo khẩu ngay năng bầu sau nà chúc và chúc cười cho tay hân sướng sung khỏe nọ và yêu nhau mới sông cũng đội mới đèo cũng qua yêu nhau chẳng ngại đường xa lá vàng cũng quyết phong ba cũng điều vâng à hai đôi bạn trẻ đã tìm hiểu về nhau tình bạn cho đến tình yêu và cho đến buổi trưa ngày hôm nay cũng đã được chín mùi vâng ạ và trong buổi trưa ngày hôm nay phái đoàn của gia đình nhà trai và nhà gái cũng có chén rượu thay đời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý ôngquý bà, quý cha, quý mẹ, các bác anh chị, bạn bè, nam thanh, nữ tú đã bất chút thời gian và ngọc thì giờ để cùng nhau trở về với bữa cơm thân mật trong buổi trưa ngày hôm nay. Ai em là nào bà mẹ ơi, khái đảo khái phai nè, xóm ơi nào. Vâng, xin chào kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy rót ly rượu của mình đây đi ạ. Và cùng nhau họ
chờ cho buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Anh chị em ơi, 1, 2, 3 2, 3 chúc mừng hạnh phúc, chúc từng đây. Chúng ta chờ cho buổi trưa ngày hôm nay. Quay tiếng sóng ấy đó. Quay tiếng sóng. Và ta sẽ được kính mời phụ gia phụ rẻ chúng ta hãy rớt tiền hiệu thứ 2 đi ạ. Vâng ạ. Quay tiếng sóng, quay tiếng sóng. Hãy đắp bảo cười cái bà mới đi đó mua môn, mua cú mua đồi sóng làm cho bà mớ. Ấy à, nó phụ mẹ hâu. Đó bà bán sẽ về bản báo trà, bìa na bà bầu. Ở gần mất tùm mất tôm mất bó đồ sòn làn. Khá đắp bay đảo thứ sòng, khá đắp phú gia tà nay. Phú gia đó của mẹ nói dù cứ mương lầy. Tà nay đó của dù bản 63 của ba mớ. Mở kết nối, tiền hướng đứng gian điều. Khách ca khai phải kính bà má kính đầu. Mắn tiêu hạ cẳng của ba mớ nọ. Ấy mà nó phụ mẹ ơi. Bay thứ sòng ơ. Đảo khăn ơ bác ơi. Đảo khăn thì ai nữa. Vâng ạ, chúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm. Vâng ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn phái đoàn của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Và xin trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta hãy tay bát bản mừng đi ạ. Bát mưa gần có cái này em mương lấy cái ngàn bản sáu nọ. Ôm nhau đi ạ. Vâng ạ, luôn gắn kết yêu thương. Ôm cả MC luôn đúng không ạ? Ôm một tí. Vâng, xin được cảm ơn. Vâng rồi, vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn mọi người. Hảo hẳn ơi, em già ơi. Hôm nay đuổi anh sầu đó. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến. Xin được chào kính mời hai cháu chúng ta hãy trở về cắt chiếc bánh ngọt ngào tình yêu của mình đi ạ. Làm cha làm mẹ, cô dì chú bác, anh em bạn bè, nam thanh nữ tú của gia đình đã đến đây để chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai con, hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hai đôi bạn trẻ đó chính là chủ nhân của tấm thiếp hồng. Và quý vị có thấy đẹp đôi không ạ, quý vị ơi? Nếu đẹp đôi chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to thật dài được không quý vị ơi? Để hai cháu hãy quay mặt vào nhau và trao cho nhau. Và chú rể của chúng ta hãy đặt tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu. Và cô dâu hãy đặt tay lên chỗ nào cứng nhất của chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời kéo chú rể hôn vào má phải của cô dâu sẽ sinh được 5 trai và 5 gái. Chú rể hôn vào má trái của cô dâu sẽ sinh được 2 trai và 2 gái. Chú rể hôn vào bờ môi của cô dâu sẽ sinh được 1 trai 1 gái. Thế chú rể hôn vào đâu ạ? Xin trân trọng hỏi chú rể anh Thứ hôn vào chỗ nào của cô dâu ạ? Hôn môi. Đó chính là vờ môi của cô dâu đúng không quý vị ơi? Và rất mong tất cả quý vị chúng ta hãy hướng mắt trở về sân khấu đi ạ. Và xin chào kính mời cô dâu của chúng ta hãy cắn chặt môi, kẻo đuối nó rơi vào cổ họng thì rất là nguy hiểm đó ạ. Vâng ạ, cô chú rể chúng ta theo khẩu định MC Hoa Đuối hôn từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1 bắt đầu nhả được không ạ? Vâng ạ, sẽ không để quý vị chờ đợi đâu nữa. 1, 2, 2, 5, 3. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year. Học hát mà giữa nơi, sòng làm nơi, hát cả tập phùm lành, canh cả tập phùm lón. Và xin chào kính mời hai cháu hãy trở về hàng bàn hàng tiệp để chúc trợ tập thể của ông bà.